Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bung lỗi mặc đồ của người khác nha. Bước 1, bấm vào game trong lúc đang vào game tắt mạng như video. Bước 2, đã vào game rồi thì mở mạng lên rồi vào huấn luyện. Bước 3, thoát ra và sử dụng lỗi thôi. Chúc mọi người làm thành công nha!